Chúng tôi hân hạnh được chào đón các vị đại biểu khách quý tham dự sự kiện long trọng hôm nay. Đại biểu tỉnh Thái Bình xin phép được trân trọng giới thiệu và nồng nhiệt chào mừng sự hiện diện của đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình. Trân trọng giới thiệu đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Bình. Kính thưa đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Kính thưa đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Kính thưa các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Kính thưa các quý vị đại biểu khách quý, trong niềm vui chúc mừng năm mới, đón chào mùa xuân Đinh Dậu 2017, hôm nay tỉnh Thái Bình và nhà đầu tư tổ chức triển khai động thổ dự án tuyến đường nối từ quốc lộ 10 đến đường Thái Bình Hà Nam, đoạn từ quốc lộ 10 đến sông Trà Lý và cầu vượt sông Trà Lý. Trước khi báo cáo quá trình chuẩn bị dự án, lời đầu tiên tôi xin kính chúc các đồng chí lãnh đạo, các quý vị đại biểu khách quý lời chúc năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin kính mời ông Lưu Văn Hào, Giám đốc Công ty Quảng Lợi, trân trọng kính mời. Hôm nay tại thành phố Thái Bình, liên danh nhà đầu tư Công ty Quảng Lợi, Công ty Cổ phần Đầu tư Kiến Hoàng, Công ty Cổ phần Kết cấu K2T, Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Miền Bắc và Công ty Cổ phần 27 tháng 7 Thanh Xuân rất vui mừng được đón tiếp các đồng chí lãnh đạo tỉnh Thái Bình, các vị khách quý về dự lễ động thổ dự án xây dựng tuyến đường nối từ quốc lộ 10 đến đường Thái Bình Hà Nam, đoạn từ quốc lộ 10 đến sông Trà Lý và vượt cầu sông Trà Lý theo hình thức hợp đồng xây dựng kinh doanh chuyển giao BOT. Cho phép tôi thay mặt liên danh nhà đầu tư xin trân trọng gửi đến các đồng chí lãnh đạo tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, các sở ngành tỉnh Thái Bình, lãnh đạo tổng công ty tập đoàn kinh tế, các ngân hàng Vietinbank, các vị khách quý và toàn thể nhân dân Thái Bình lời chúc sức khỏe, lời cảm ơn chân thành đã nhiệt liệt ủng hộ để chúng tôi được động thổ dự án quan trọng ngày hôm nay. Thưa các quý vị đại biểu, thưa các vị khách quý, như chúng ta đã biết, Thái Bình là tỉnh ven biển, đồng bằng châu thổ sông Hồng, cách thủ đô Hà Nội 120 km, cách Hải Phòng 70 km, là vùng tam giác kinh tế giữa Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh. Ngoài ra, Thái Bình có dân số khá đông, đây là lợi thế, tiềm năng để phát triển kinh tế xã hội cho tỉnh. Trong nhiều năm qua, do hệ thống hạ tầng giao thông trong tỉnh tuy đã được đầu tư nhưng còn hạn chế, thiếu đồng bộ. Do vậy, khả năng thu hút đầu tư chưa thực sự hấp dẫn đối với các nhà đầu tư và nền kinh tế tăng trưởng chưa tương xứng với tiềm năng mà thiên nhiên trao tặng cho tỉnh. Do vậy, dự án đường xây dựng tuyến đường nối từ quốc lộ 10 đến đường Thái Bình đi Hà Nam, đoạn quốc lộ 10 đến sông Trà Lý và vượt cầu sông Trà Lý có nghĩa rất quan trọng. Sau khi xây dựng xong, sẽ từng bước hoàn thiện quy hoạch giao thông của tỉnh đã được phê duyệt, kết nối kết cấu hạ tầng giao thông của tỉnh Thái Bình với các vùng, với vùng thủ đô Hà Nội, các tỉnh lân cận, tạo đà đột phá cho việc thu hút đầu tư phát triển công nghiệp, phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh, đồng thời mang lại nhiều lợi ích tăng trưởng kinh tế, phát triển kinh tế xã hội cho tỉnh và cho người dân địa phương. Xin trân trọng gửi đến các đồng chí lãnh đạo tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, các sở ngành tỉnh Thái Bình, lãnh đạo tổng công ty tập đoàn kinh tế, các ngân hàng Vietinbank, các vị khách quý và toàn thể nhân dân Thái Bình lời chúc sức khỏe, lời cảm ơn chân thành đã nhiệt liệt ủng hộ để chúng tôi được động thổ dự án quan trọng ngày hôm nay. Tiếp theo, ban tổ chức xin trân trọng kính mời đồng chí Nguyễn Hồng Diên phát biểu chỉ đạo trong buổi lễ ngày hôm nay. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các vị đại biểu khách quý, thưa toàn thể quý vị. Trong không khí vui tươi phấn khởi của những ngày đầu xuân mới, hôm nay, Ủy ban dân tỉnh Thái Bình cùng nhà đầu tư là liên danh các công ty long trọng tổ chức lễ động thổ tuyến đường từ tuyến tránh S1 quốc lộ 10 đến đường Thái Bình Hà Nam qua nút giao Đồng Tu, đoạn từ thành phố Thái Bình đến sông Trà Lý và cầu vượt sông Trà Lý. Công trình hoàn thành sẽ góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế xã hội và nâng cao đời sống của nhân dân địa phương. Nhân sự kiện này, thay mặt Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân,
xin được nhiệt liệt chào mừng sự hiện diện của các vị đại biểu cùng toàn thể quý vị. Kính chúc các quý vị sức khỏe và hạnh phúc. Theo các vị đại biểu, chúng tôi xin được đếm ngược 5, 4, 3, 2, 1. Bắt đầu thì quý vị sẽ cùng bấm nút để chính thức động thổ xây dựng tuyến đường nối của chúng ta. Xin mời quý vị sẵn sàng ạ. Xin phép được đếm ngược 5, 4, 3, 2, 1. Bắt đầu.